Rồi thôi mình chạy thử cái nha anh em. Vô cảng cái chạy thử nha. Rồi im rồi đó anh em ơi. Hết tiếng lọc dên rồi đó. Lọc nữa chắc anh quánh mình thiệt. Im rồi nha anh em, để chạy thử nữa coi sao nha. Rồi thì hôm nay là sẽ xử lý lột dên cái xe Future 125 của anh này nữa nha. Rồi hiện tại bây giờ là coi. Rồi hiện tại giờ là 9 giờ 21 phút ngày thứ hai. Thì mình sẽ cố gắng mình làm xong cái xe này trong ngày ha, tại vì là cũng này của gì nào be nè. Đó, đó, nghe không? Rồi. Nổ máy thử cái rồi mình sẽ tiến hành mình làm thôi, tháo dàn áo ra mình cái này là có thể là lột tay lột ác rồi. Đó, tiếng này là khi mà mình vô số là mình ép số là nó sẽ kêu dữ lắm nha. Rồi giờ mà tiến hành là mình tháo ra mình làm thôi. Rồi xe này là anh chạy công nghệ eBay vậy nè. À, rồi ok á. Rồi sau khi xe của anh trai áo vàng BE công nghệ BE tháo ra thì giờ anh kêu nha anh em. Rồi thứ nhất là dên kêu là thay bạc đạn, thay bạc đạn dên, ép dên lại. Nếu mà tay đồ mà lột thì thay tay, thay tay thay ắt gì á, nếu mà lột thì thay, còn không thì thay bạc đạn dên thôi. Ở đây là nói thêm luôn là khi mà mình làm máy á, nếu mà thay tay là mình tính thêm nha, còn làm máy là chỉ gói gọn trong là ép dên thôi, thay bạc đạn dên thôi, còn thay tay thay ắt gì là tính thêm đó. Mà nói thêm ví dụ nói làm máy mà 3 triệu cái sau mà tự nhiên 3 triệu mấy là thay thêm cái tay dên nha đó. Rồi anh này á. Rồi thì bây giờ đó là bình xăng con rồi phải xúc lại nè, xe này xe bình xăng con. Thấy không? Là thứ nhất, bình xăng con xúc lại. Rồi phần này thì xe này là thay thằng làm kép của mình là xài 20.000 cây rồi. Theo anh nói là xài 20.000 cây rồi nha. Rồi là trái bê tông là đóng khối rất là nhiều, xe chạy yếu lắm nha. Đó thì bây giờ là sẽ làm lại bê tông bạc nồng nè. Nồng này không biết có mấy rồi, chúng mình đo để coi coi làm sao. Đó giờ có sấy lần nào chưa anh? Ờ, vậy chút nữa coi làm sao ha. Rồi, vậy đi. Rồi, chuông nồi nè. Đó, mình khám một lần một để đi làm luôn. Đây, chuông nồi bị rất là gờ nè, rờ vô gờ lắm. Đó. Chuông nồi như vậy là phải vớt lại rồi. Rồi bơm vớt rồi tháo ra vệ sinh. Bơm vớt là phải tháo ra vệ sinh. Rồi nồi nè. Nồi thì chạy nãy là đề ba rất là tuột, thì thấy chuông nồi là biết rồi. Rồi nồi cũng tuột đít rồi nha anh em. Đó, bố thì đang trong xe là bố rin nhưng mà tuột đít hết rồi. Đó. Rồi sấy xúc bắp lại nè. Xe thì xì xẹp chút nữa thay xin rồi. Xúc bắp thì xây lại. Đó, bạc, bê tông bạc thay. Rồi ép dên. Rồi kiểm tra chuồng heo coi. Cái đời mà 4DV này thì cái chuồng heo nó cũng ít bị lắm. Có lắc nhưng mà để coi coi. Chút nữa mình đang quay một tay điện thoại cho nên là chút mình sẽ kiểm tra lại. Nha, chuông này thì chưa làm mà chuông còn bố đỏ, bố vàng luôn. Đó. Rồi bạc đạn cam này rất là quơ, sẽ thay bạc đạn cam mới. Rồi rồi cái hạng mục bảo dưỡng là như vậy ha. Rồi, xe này chạy lâu rồi số nó cũng nhâm nè. Đó quay cho anh em coi đó, số số 3 nè, rồi số 2 trên đây nè, nó nhâm đó.
hai số số 2, số 3 nó màu đen, nó khác với hai số kia ha. Đó là bị nhâm nè. Đó. Rồi như vậy thôi, rồi xe này chưa làm lần nào hết thì cái lưng bên đây là còn tốt nè, là không có khò lửa nữa, mà cạo dên vô đúng phương pháp là được cái lợi điểm đó nha. Mình ở đây mình cạo nguội vô, cạo nguội cốt dên vô, đóng bạc đạn vô đây trước rồi cạo nguội cho nên nó cũng im nha. Rồi vậy thôi, cái hạng mục của xe này là nhiêu đó thôi, xúc bình xăng con rồi lại. Rồi ở nha, bạc đạn cam đợt 2 nè. Đó. Rồi bơm nhớt là cũng rửa sạch sẽ rồi ráp vô nha anh em. Đó. Rồi màu nhớt đang quen. Đó. Để bà vớ nó cuốn vô. Rồi xe là xăng bình xăng rồi, xúc sạch hết rồi nè. Rồi, này là lên code 1 nha anh em. Lên code 1 nè. Chuông đồ vớt lại nè, chuông vớt lại ha. Xe của anh BE đó, BE biết rồi, thấy xe BE này. Đó. Rồi thì bây giờ là lóc rồi, rửa sạch hết rồi, bây giờ là mình sẽ cảo dên vô ha, đóng bạc đạn vô lóc trước rồi cảo dên vô. Xúc bắp rồi là sấy sạch rồi nè. Rồi ảnh sau hồi thảo luận này hả, suy nghĩ tới lui là ảnh thay lò xo với lại cam độ luôn nha, lò xo nồi cô Di với lại cam độ luôn. Đó. Rồi dên ép mình anh em ơi, dên ép lại nè. Tờ thai mà đạn dên rồi nè, thì mình sẽ đóng bạc đạn bên nồi vô trong lốc trước rồi mình cảo vô nha. Đẹp luôn á, đúng đẹp luôn á trời. Dạ. Ăn ảnh nữa. Rồi thì chiếc xe của anh BE này là mình đã ráp dên với lại hộp số vô rồi, giờ mình dò đạp rồi mình sẽ ốp lốc vô nha, keo đồ chép hết, đặt vô đầy đủ rồi. Rồi như mỗi khi xe anh này là cũng thay 6 cái lò xo nồi cô Di. Cô Di ba la mã. Rồi nha. Lên máy thôi, máy đồ là đem ra hết rồi đó. Rồi ông chồng về ông coi. Ai mà muốn mua rau quả thì vô cái động rồi đó, đang văng màn á, động màn tơ, động màn rau quả. Rồi thì chiếc xe Future của anh BE này là đã tới ráp nồi vô rồi nè. Thì thay lò xo nồi cô Di nha, với lại xử lý con ốc nồi cho nó nha, nó nhẹ cho dễ chỉnh, cho dễ chỉnh nè. Rồi giờ là gần, cũng gần xong rồi nha. Rồi bên đây là vô đó rồi mình qua mình giới thiệu thằng Lằng kép luôn, làm ảnh đi được 20.000 rồi nha. Rồi cái cặp thằng Lằng này đi 20.000 nè, nhưng mà mình đổi với ảnh là làm máy lại thì mình thay cộng sinh cam với lại mình đổi cần này để nó đỡ hú ha. Cái cần này là sau này mình flip lại nè. Đó thì là sẵn làm máy rồi, mình sẽ làm cho ảnh luôn, đại tu cho ảnh luôn cái phần này ha. Rồi ha. Rồi, xong rồi đó, thằng Lằng kép luôn đó. Rồi giờ nổ máy cho lên nhớt nha, xăng chưa xuống thôi, cái gì đó. Rồi nhấc lên rồi. Ồ, rồi. Lên. Rồi thôi mình chạy thử cái nha anh em. Vô cảng cái chạy thử nha. Rồi im rồi đó anh em ơi. Hết tiếng lột dên rồi đó. Lột nữa chắc anh quánh mình thiệt. Im rồi nha anh em, để chạy thử nữa coi sao nha. Rồi sau khi xong thì xe này là không phải bình xăng con, cho nên là xe bình xăng con không có FI, cho nên là mình không có cài đặt gì hết. Thì xe chạy im ốc cho anh em. Vô lò xo nồi nè, cam độ thì xe chạy rất là bốc. Rồi xe bốc nhanh em đó. Rồi mình về mình chỉnh sơ lại cho khách cái đó là ok rồi nha. Rồi chào anh bé nha. Rồi khoảng tuần sau xuống chỉnh nồi đồ lại đó là ok.